Nhà sa chúng được tình nguyện thay làm hóa giải tâm tham tất thoát vô minh sanh tình độ quy y thay mai hóa bồ đề mai đa thành vô thượng đạo công đức vô lượng thần vị lai thân nhất tự mình đóng hoa lửa thành lục thai hình hoa lửa Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Chi Bồ Tát. Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tình Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hướng cho đời Phật A Di Đà Bậc Nhất Chín Phẩm Độ Chúng Sanh Quái Đức Không Cùng Tận. Hôm nay vì hướng minh sám hối ba nghiệp tội, quán được ba hướng thiện, trí tâm nguyện hồi hướng nguyện cùng người niệm Phật, hướng sanh nước cực lạc. Kính Phật Độ Lãng Thân, Quán Âm Đại Bồ Đề, nguyện cố liên thiện não, tu vô lượng pháp môn, thiện nguyện độ chúng sanh, hiệu dụng thánh Phật. Tình độ chúng kiều phẩm niên phi phủ mâu hoa khai kiến Phật ngộ hô xanh bất thôi Bồ Tát vi bàn ngự nguyện sĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thánh Phật.